Bây giờ là tới lúc mà mình sẽ được khám phá hai cái điện thoại của hai anh chàng này. Dạ, mời màn hình của bạn uy tín. Đứng đâu mà chờ ai mà hình vậy? Thờ vậy trời. Cái này là cái hình của em khi đi du lịch ở bên Hội An. Cho chị coi tấm hình đó đi. Đó, đây. Zoom vô xíu em. Còn đây là hình em chụp với mẹ em hồi Tết. Hồi Tết năm nay. Hay mấy bây giờ mình gọi cho mẹ cái được không? Xin tiền mẹ mua quà bạn gái nè. Alo. Mẹ ngủ chưa? Chưa, mẹ chưa ngủ. Cuối tuần này á thì con có đi sinh nhật bạn gái con á. Mà hiện tại thì con trong túi con cũng hết tiền rồi. Dạ. Thì mẹ cho con xin khoảng chừng 1 triệu đi. Để con mua quà cho bạn gái nhá mẹ. Bạn gái á, phải gì mà mẹ tiền chứ. Vâng, thì bạn gái mới quen. Bác ơi, con là bác, con là bạn gái mới quen của anh Tính Phong. Chào con gái nha. Dạ, mẹ chào bác. Bác khỏe không bác? Cho cô thôi, dạ con chào cô. Cô khỏe. Dạ cô ơi, con nói với anh Tính á, con muốn về con chào cô. Để biết gì về cô chơi nha. Dạ rồi thôi, mẹ ngủ sớm đi nhá, muộn rồi đấy. Dạ mẹ nhớ ngủ sớm nha mẹ. Mẹ ơi, mẹ nhớ chuyển tiền cho ảnh mua quà cho con nha mẹ. Dạ rồi, con chào mẹ, mẹ ngủ sớm nhá. Tối nay nó ngủ được, tưởng cha có bồ thiệt rồi. Rồi có bồ thiệt đó chứ, em thấy cũng ăn rơ, nãy hợp ý lắm á. Vâng, sau chương trình này thì chắc em sẽ cũng sẽ có bồ nữa. Làm gì mồ hôi một cây đổ. Đổ mồ hôi chứ, tội nghiệp nhỏ chứ sợ đổ mồ hôi. Hay chị Hương đứng gần nói quá giật mình phải không? Mẹ dễ thương quá à. Tâm lý của cái người mẹ khi biết con trai mình lớn rồi, có bạn gái, có nghĩa là sắp sửa bước ra một cái gia đình riêng, thì mẹ vui. Và vì Hương cũng muốn thử nếu như là cái người bạn gái nói chuyện á thì mẹ như thế nào. Thì mẹ rất dễ thương, chắc là mẹ trẻ lắm. Mẹ kêu về, vẫn về được rồi. Năm nay mẹ nhiêu tuổi rồi cưng? Dạ, mẹ năm nay là 42 tuổi ạ. Dạ. Thôi được rồi ha, vậy mình qua bạn tiếp theo thôi. Kết nối với Phong nè. Đây nó gọi về, nó quất 10 triệu rồi. Dạ. Thì gọi về mẹ đi. Xin muốn quà 30 tặng cho bạn gái chiếc xe máy. Thấy rớt gần luôn. Bác, mình chấp nhận luôn em. Mình rớt gần, mình cắn vô lại không sao. Rồi thử coi mẹ sao. Tội nghiệp mấy bà mẹ hôm nay. Mẹ, mẹ giờ sắp tới sinh nhật của bạn gái rồi. Cho con xin cỡ như là 30 triệu thôi, mua chiếc xe máy tặng nó được không? Ở đâu mà có xin? Trời ơi, chứ tiền mình để trong tủ làm chi, có đóng mà, em vẫn thấy mà. Mày nghĩ cái tiền học của mày có đủ tiền đóng rồi mà mày nghĩ sao mày uống lộn thuốc hả? Hả ba? Dễ thương lắm, bây giờ lại không có xe, đi xe nó tàn quá, bữa mày cũng thấy rồi đó. Mày đi về đi, tao nói chuyện chứ, giờ tao nói tao mắc cười quá. Về đây, về đây. Bây giờ mua xe đi, con nhẫn về, thiệt. Mày mua xe cái nhẫn về liền, chở chiếc xe với bạn gái về luôn. Không mà bà mẹ dễ thương quá à. Bà la ngồi cái bà mắc cười. Bộ từ đó tới giờ hay ghẹo mẹ lắm hả? Dạ, hay ghẹo mẹ lắm. Trong sao mà mẹ không có thấy bực mình với em mà thấy mắc cười? Dạ, ngày nào cũng chọc bực điếc rồi quen vậy. Ngày nào cũng chọc bực điếc rồi quen vậy. Ví dụ gì? Ví dụ mà đồ ăn không có ngon đó. Trời mẹ ơi, đồ ăn cái gì mà thấy ghê vậy? Ăn được nhịn. Chung còn em ăn thôi, cái gì em cũng biết làm. Căm đính luôn hả? Dạ. Mà mẹ là có khiếu hài hước lắm đúng không? Dạ đúng mà. Câu đầu là mẹ cũng hơi la la, nhưng mà câu sau mày đừng nói nhiều, mày về đi, mày đừng có làm chuyện nó mắc cười. Rất là cảm ơn hai bà mẹ không biết gì nhưng mà hợp tác trên sóng rất là vui. Và mong là nếu hôm nay Phong hoặc Tính có bạn gái chụp tấm hình, vui lòng chụp luôn tấm hình bà mẹ gửi về chương trình Tần Số Tình Yêu giùm. Yeah. Nha. Yeah. Cảm ơn em rất nhiều. Thôi giờ vui quá, hết nói được gì luôn rồi. Quá dễ thương rồi. Bạn số 4 ơi, nãy giờ là bạn cũng nghe được là ở ngoài đây Phong mê bạn, đòi mua chiếc xe tặng luôn. Rồi bà mẹ cũng gọi điện dễ thương vậy. Tâm lý của bạn, nếu có một người mẹ chồng tương lai mà dễ thương vậy, bạn cho tôi chút xíu ý kiến coi. Dạ thưa chị, thì em cảm thấy bác gái là một người vô cùng là vui tính, rất là dễ thương. Nếu có cơ hội làm con dâu của bác thì quá là xuất sắc rồi, không cần. Mẹ thấy chưa, con dâu mẹ đó xinh lắm, dễ thương mà khéo nói nữa. Ê, nó nghe nè, vậy chương trình này đâu còn gì đâu, chốt hết trơn đi. Hai bà mẹ đã gọi điện tới rồi, đồng ý cho tiền đứa 30, đứa 1 triệu. Yeah. Con cái trong kia cũng đồng ý, giờ hỏi nhỏ số 1 đồng ý cái là mình làm cái rần. Số 1 ơi, giờ em nói câu với bác đi. Em thì không có muốn nói gì quá nhiều, em chỉ nói một câu là nếu mà có cơ hội may mắn được làm con dâu của cô thì em sẽ không làm cô thất vọng. Không làm cô thất vọng. Wow. Chiều giờ Trương Tứ Vinh gọi về cho má. Má ơi con dưỡng ế. Nói mẹ mất ngủ luôn á chị. Mất ngủ luôn đúng không? Má là nôn dữ lắm. Có hình ảnh đi, có hình mẹ không? Dạ có à. Ừ, đi. Mẹ tên gì? Dạ mẹ tên Mẫn à. Mẹ Mẫn ơi, mẹ lên hình nè mẹ Mẫn.
Dạ đây ạ. Chào mẹ Mẫn nha. Mẹ vui tánh quá à. Có hình à chơi gia đình hay là bạn bè hay là cái gì đặc biệt không, có thể mà cho quý vị xem được thì bạn Phong cho mọi người xem nha. Hình của con đa số là hình dìm của người ta không mà con? Đâu hình dìm đâu? Dìm mấy đứa em này chứ. Rồi dìm em luôn. Mà thằng em mà. Trời đất ơi, tội nghiệp thằng nhỏ. Em ruột á hả? Dạ. Em tên gì? Dạ em tên là Bin. Trời ơi Bin nè, nó giỡn rồi, nó chụp hình Bin lên giày rồi sao thằng Bin có bồ. Còn ai nữa, nhà có mấy anh em? Nhà có thằng em nhỏ nữa. Có thằng em nhỏ. Giỡn. Trời ơi. Thằng em nhỏ tên gì? Tên Chí à. Chí ơi Chí, con cũng xong luôn rồi Chí ơi. Đừng bao giờ ngủ thì thằng Bi nó còn thức. Dạ là hết rồi, dạ có nhà có mấy anh em vậy đó. Nhà ba anh em. Ba mình có bị trong cái tầm ngắm của mình không? Dạ không, ba em dám đụng. Ba không dám đụng. Thôi chắc giờ để cho hai bạn nữ xem điện thoại của hai bạn dạ, nữ đi. Dạ, mời hai bạn nữ khám phá hai cái điện thoại của hai bạn ngồi dưới đây. Tôi sẽ nghỉ giây lao trong vòng ít phút. Quay trở lại với tần số tình yêu. Và bây giờ thì hai bạn nữ đã xem xong điện thoại, họ thì cũng đã có quyết định rồi. Bây giờ là lúc chúng ta chờ xem quyết định của họ như thế nào nha. Xin mời hai bạn xuống dưới. Đây là giờ khắc mà Việt Hương và Trương Cứ Vinh thích nhất. Tại vì cái công của mình từ đầu tới cuối ha, nói vô rồi bàn bạc rồi vẽ cả một cái tương lai. Rồi bây giờ đưa điện thoại ra nè, chúng ta để cho Nhi quyết định thì chúng ta sẽ đếm nha. 10. Nhìn bộ đồ là em biết đẹp gái rồi. Em thích cái giọng luôn á chị. Dễ thương quá. Mặt em nổi hết gà với ông đi. Tiến lại nữa đi, nhiều khi người ta suy nghĩ. Anh Thường quay lại nha. Thế giới này hơn 7 tỷ người mà mình có duyên gặp nhau ở đây á, đã là may mắn lắm rồi. Anh cứ coi như là không phải em từ chối anh đi, là giờ mình đang có cơ hội để sau này mình tìm hiểu nhau thêm. Nếu được em chấp nhận làm con dâu má anh. Chưa hẳn là từ chối, vẫn để lại một cái lời gợi ý đúng không? Dạ. Nhưng mà nếu mà nhận lời ở đây thì bạn chưa chắc chắn lắm. Con gái mà rất là an toàn như vậy là được. Nhưng mà bây giờ bạn cho phép bạn trai quay lại nhìn bạn một cái được không? Rồi mời Phong. Chào anh. Mà anh rất là tôn trọng cái ý kiến của em. Bạn gái này cũng rất là hay. Có thể là không chọn là yêu nhau hoặc là rung động ngay lập tức bây giờ, nhưng mong sẽ là bạn bè tìm hiểu. Và cũng nói với mẹ luôn, mẹ Mẫn là nếu có duyên sẽ là con dâu của mẹ Mẫn. Cảm ơn hai bạn đã có mặt ngày hôm nay. Chúc hai bạn tiến xa thêm một chút xíu nữa. Mời hai bạn. Cảm ơn chị. Bây giờ nha, tới uy tín quyết định của bé Tuyền. Đếm ha. 10. Em đã giữ rồi à, em muốn bạn hiền hơn để hai đứa em có thể chung hòa được với nhau ạ. Nếu như mà tính không biết gì về thành phố Hồ Chí Minh thì cứ đến đây có tiền rồi. Đặc sản của thành phố Hồ Chí Minh có Minh Tuyền. Alo đi, alo đi. Alo, anh có nghe tiếng em rõ không ạ? Nghe rất rõ. Không biết giờ em đói chưa? Bây giờ em chưa đói nhưng mà em vẫn muốn được đi ăn cùng anh thì có được không ạ? Trời ơi. Ok, thì sau chương trình này thì mình có thể hẹn hò nhau chứ? Mình phải hỏi câu gì nè, anh quay lại nhìn em được chưa? Giờ anh quay lại nhìn em được chưa? Anh đếm 1, 2, 3 đi. 1 2 3 Mời em. Dễ thương mà còn hát hay nữa. Bây giờ dẫn nhau đang bún bò, coi phim rồi mua bắp rang ăn hay sao? Ăn bún bò rồi xem phim chứ. Ai biết nãy mấy người hẹn hò nhau đó, quay lại nhìn nhau nói gì đừng nhìn tôi nữa. Dạ chào anh, đừng run, em cũng run. Anh đã tìm được tần số ở em chưa? Hiện tại thì rồi. Trời ơi, dễ thương ha. Anh ôm em một cái được không?
tần số của họ đã chạm nhau, giật bạc bạc bạc. Ừ. Đây là cái dấu mốc đánh dấu cái ngày hai bạn gặp nhau. Nhìn cái này là sẽ nhớ cái duyên ngày hôm nay ha. Em cảm ơn chị, cảm ơn anh ạ. Và em cũng cảm ơn chương trình đã tạo cho tụi em một cuộc gặp gỡ đầy thú vị này. Bé dễ thương quá, ai bận đồ già cũng đẹp hết trơn. Em cũng vậy. Các bạn cảm thấy cô đơn, cứ yên tâm, đã có chương trình tần số tình yêu của chúng em. Lúc nào cũng chờ các bạn đăng ký để làm mai chương trình sẽ phát vào lúc 21:35 thứ sáu hàng tuần trên HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty truyền thông Bi thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại. Tôi bận đầu chỉnh chu sang trọng màu trắng, yeah. Âm thầm không báo tôi biết. Hôm nay hai người khách mời của chúng ta cũng mặc màu trắng. Bởi vậy nè, anh chạy vội vàng vô thay bộ màu trắng. Cái đồng điệu bỏ tôi ra, hai cô nàng nó chắc phải đẹp lắm chưa cái Vinh. Nó chạy vô thay cái áo trắng chung ha. Dạ, em tên là Nguyễn Song Nhi Em nhờ. Hiện là sinh viên của trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn ạ. Dạ, nay nhiêu tuổi rồi? Dạ, 19 tuổi. 19 tuổi, trời ơi.